vừa nhận mức phạt nặng lần hai, nam em tuyên bố sẽ trở lại showbiz. Nam em cũng khuyên mọi người không nên có những hành động bốc đồng như cô. Trên trang cá nhân, cách đây ít phút, nam em có chia sẻ đầu tiên sau buổi làm việc lần hai với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, nam em khuyên mọi người không nên dại dột giống như cô. Thêm người đẹp tiền gian, hành động dại dột trong một phút bốc đồng đã khiến cô phải nộp phạt, còn bị xã hội mắng nhiếc. Nam em khuyên mọi người có không thích nghi được cũng phải cố mà thích nghi. Cuộc sống này là phải sinh tồn, cá sống là cá bơi ngược dòng, người sống là người phải keep going. Nam em nói, ở dòng trạng thái thứ hai, nam em cũng tuyên bố về việc quay trở lại showbiz. Khi tôi tìm được động lực rồi tôi sẽ quay lại showbiz trong một ngày không xa đâu. Hôm qua sau buổi làm việc lần hai với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, nam em được trông thấy khóc ngất và phải để bạn trai bế lên xe. Được biết sau buổi làm việc lần hai với nam em, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức phạt tăng nặng là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sở đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý, ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook và TikTok của nam em. Thời gian qua, nam em là tâm điểm vấp phải sự chỉ trích của công chúng bởi loạt phát ngôn mất kiểm soát và livestream bốc phốt gây dậy sóng trong dư luận. Những chiêu trò lố lăng của nam em khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Ngày 1 tháng 3, nam em đã đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giấy mời. Qua nhiều livestream khơi gợi ồn ào quá khứ, tiết lộ góc khuất showbiz, tạo sóng gió dư luận, nam em bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng. Theo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nam em phải đóng tổng số tiền phạt 37,5 triệu vì hai vi phạm. Một là có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Hai là hành vi cung cấp thông tin xúc phạm doanh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó, nam em phải gỡ bỏ những bài viết có liên quan để khắc phục hậu quả. Nam em sinh năm 1996, quê Tiền Giang, cô từng giành giải Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Sau đó còn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth và lọt vào top 8 chung cuộc.